Chào các bạn, rất vui hôm nay nhà Việt TV chúng tôi có điều kiện trở lại đỉnh tự nhiên ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội. Thì trong clip này tôi sẽ tập trung review các cái chi tiết điêu khắc cũng như là kiến trúc ở trong đỉnh. Và cái tòa tôi đang đứng đây là tòa Trung Tế. Cái vùng tôi đứng là cái vùng giữa. Các bạn nhìn phía trên này, đây là thượng lương đúng không? Bên này là bên tả các bạn nhé. Đây, sàn giữa này. Bên này là bên hữu này. Đây thì các bạn nhìn thấy thượng lương là trơn. Dùi là dùi đơn. Đây cái vùng này là cái vùng vì thì kiến trúc là kiến trúc trồng dừa. Và tôi đang đứng ở gian giữa luôn. Thế còn đây là gian này là gian ngay sát gian giữa nhưng mà bên tả. À bên này bên hữu, xin lỗi các bạn. Đấy thì các bạn nhìn là ở đây á, là kiến trúc. Đây cái vùng này là cái vùng cột hậu với lại cột cái này là kiến trúc kẻ. Thế còn cái vùng mà giữa hai cột cái này là kiến trúc trồng giường này. Đây kiến trúc kẻ kết hợp. Tôi sẽ review chi tiết cho các bạn một chút về các cái đường nét hoa văn ở gian giữa nhé. Rất đẹp. Đó, các bạn nhìn thấy đầu đấu này đục dầm không? Đường nét các cụ ngày xưa đục bây giờ cái lối mới đục không được. Thứ nhất là độ cầu kỳ sắc nét không đoàn được. Còn cái vùng này là cái vùng tương đương như vùng Bảy Hiên. Về cơ bản là trên vì kèo như vậy. Thế còn bây giờ nhé, tôi sẽ mời các bạn chi tiết ở các cái ban thờ. Cái vùng này tôi đang đứng là cái vùng ở gian bên tả. Đây, cái vùng là gian giữa này. Bên kia là gian bên hữu này. Thế thì ở gian này này, các bạn nhìn nhé. Bắt đầu ở phía đằng sau đây, một bức hoành phi bốn chữ, phía dưới là bàn thờ Ô Sa này. Đây là ban thờ Đức Thánh Trần Triều.
Đây, câu đối. Bức là bức chướng. Tôi đi gần vào bàn thờ một chút. Mặt thấu xa đục các cái chi tiết rồng phượng, cây tùng, cúc, tức là được kết hợp từ linh từ quý các bạn. Đó, tôi chuyển sang bên gian giữa nhé. Thôi sang nốt gian hông bên hữu đi, xong rồi tập trung gian giữa sao. Đây, gian hông bên hữu này không phải chỗ này ánh sáng cũng yếu quá, nên là tôi có phải dùng thứ đèn phụ, đèn flash phụ, nên nhiều lúc có bị chỉ, nên các bạn thông cảm chút nhé. Các cái kiến trúc đình chùa thường kiến trúc rộng, thế nên ra là ánh sáng nó rất yếu. Đấy, các bạn nhìn hoa văn ở cái bàn thờ xa cũng là rồng phượng. Đây là ban thờ Đức Thánh Bạn Thổ, người có công gây dựng ra vùng đất này. Đó. Về bố cục thì hai gian này khá tương đồng. Thế còn đây là bốn món trong bộ bát biểu. Nào, chúng ta chuyển sang gian giữa, gian trang trọng nhất. Thì gian này là ban thờ Tam Vị Thánh Tiên, Chử Đồng Tử, Tiên Dung và Công Chúa Tây Sạc. Thì bạn nhìn ở phía trên này, có một bức hoành phi này, phía dưới thì cái vùng này tương đương cửa võng, nhưng ở đây lại không làm dạng cửa võng mà làm ngang thôi, đục rất cầu kỳ, rất đẹp. Nói chung là các chi tiết hoa văn đục ở đây rất đẹp, ý nghĩa. Nhìn cái đường nét các cụ đục từ ngày xưa thực sự hấp dẫn, cầu kỳ. Đây, màn thờ ưu xa này, rất tiếc là tôi không đi vào gần được, tôi zoom cho các bạn coi nhé. Chút nữa để nhìn chi tiết rõ hơn. Bàn thờ Tam Vị Thánh Tiên, vướng quá không vào gần được, những thứ không vào gần được tôi review kỹ cho các bạn. Cái bàn thờ Osa này, bàn thờ Osa đẹp, nhìn các họa tiết đục thích thế. Ok, đó thì các chi tiết ở ba gian thờ. Đây là cái cầu đối, tôi nghĩ là các cầu đối là các cầu đối cổ đấy. Nhìn cái nước sơn cổ lắm, thấy biết ngày xưa là trình độ dát vàng của các cụ này.
bao năm rồi vẫn màu sắc vẫn đẹp tươi sáng. Đó, đó là toàn bộ các cái chi tiết hoa văn điêu khắc cũng như là kết cấu của tòa trung tế trong đình thượng. Và sau clip này thì tôi cũng đã review xong cho các bạn toàn bộ hai tòa tiền tế và trung tế của đình thượng. Thế còn tòa hậu cung thì thứ nhất là khóa không được vào, mà cái thứ hai là kết cấu xây khá đơn giản. Thế nên ra là tôi xin phép là tôi không review. Nếu các bạn thấy clip hay và ý nghĩa thì hãy cho chúng tôi một nút like, nút subscribe, nút chia sẻ để tạo thêm động lực cho ekip sản xuất chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.